là to hết nhỉ. Cái sợi 13 này ưu điểm đánh thì nó bám chim rất là tốt anh em. Chào toàn thể cái anh em làm thợ đánh chim đêm nhé. Đấy, đánh mắt đỏ thì chẳng lịch lại bắt đầu lên lưới này. Đấy, quấn này. Đấy, sử dụng bằng lưới 4/8 anh em nhé. Đấy, chuyên đánh mắt đỏ và chẳng lịch. Đấy, sang bên này xem có được con nào. Cái này không được, hơi bị vọng lưới đây. Xương xuống là hơi bị trùng. Các bạn đây nó chưa có dây léo nhẹ. Các bạn tiếng đánh ở chỗ góc kia. Đấy, đánh ok, kêu kìa. Đây, được con chẳng lịch rồi, ok nhé. Rồi, gỡ con này cho anh em xem. Đấy, quấn lắm, dính, bám này mà. Một cục thu lưu này. Đấy, sợi 13 này ưu điểm đánh thì nó bám chim rất là tốt anh em. Đấy, bám rất là tốt luôn, đánh thì chỉ ngủ thôi, lúc nào ra soi bắt là bắt thôi, không chim không trèo được. Đấy, anh em nào nhu cầu mua lưới thì liên hệ cho em nhé, em để số điện thoại góc màn hình video. Còn nào bây giờ gỡ con chim này để cho túi đây anh em. Các bác nha, đấy buổi sáng thì bắt đầu đi gỡ mắt đỏ. Cái lưới này đánh thì cũng giới thiệu qua cho các bác rồi. Đấy, đánh thì không phải trông, chim vào thì chỉ có quấn nằm im thôi. Ở chỗ này được 4 con lên lưới này. Tối hôm qua thì đây đánh được mấy con này. Qua mưa lúc được 8 con mắt đỏ, một con chẳng lịch anh em. Đây. Mắt đỏ chẳng lịch đây. Đấy, loa thì đánh mắt đỏ thì anh em tham khảo về cái mẫu loa bát nhôm này. Đấy, mẫu loa bát nhôm này. Cái dòng này thì cũng khá là ok. Đấy, giá của nó hiện tại thì cũng rất là rẻ, nó chỉ có hơn 300.000 một đôi thôi. Đấy, đánh mắt đỏ, mắt xéo thì anh em chơi loa này, hoặc là vạc cuốc thì anh em cũng đánh được. Đấy, liên hệ cho em qua số điện thoại nhé, em để ở góc màn hình video ấy. Ui, đây là một con mắt xéo sao? À, mắt đỏ lon này anh. Lon. Đây là con già này nhỉ. Này to thế nhỉ. Bén lắm anh em ạ. Đây con mắt đỏ lon này. Ở đây mắt mắt đỏ lon thật đấy nhỉ. Bé tí anh em, bé xíu luôn. Mẫu lưới này thì giới thiệu qua lại cho các bác nhé. Nó là lưới 4/8, sợi 13. Để chim vào đóng rồi quấn này. Nói chung là không thể nào thoát được. Đấy, anh em đừng chơi cái loại sợi 15 hay là sợi 16, 17 nhé. Chim vào là thường thường nó sẽ ra hết ấy. Nó trèo, nó giống là trèo ác lắm. Đấy, lưới này thì 50m thì em làm thu cho anh em là còn 4-5m. Đấy, để cho nó nhiều thịt. Đấy, và giá tiền thì nó cũng hợp lý. Đấy, và cái thứ hai nữa 100m thì làm cho anh em là 90m nhé. Đấy, đâm ra là anh em lưu ý, lấy lưới về đánh thì anh em tham khảo kỹ. Tránh tình trạng mà tôi mua 50m lưới này và cho tôi 4-5m. Đấy, không 4-5m thì cái mẫu lưới này khổ lưới của nó chỉ có 100m thôi. Đấy, bây giờ mình không làm rốn vào thì nó không có thịt để anh em đánh. Đấy, nhiều cơ sở người ta cứ làm rộng dài ra. Đấy, nó không có thịt. Đấy, khi con chim vào thì nó sẩy mất của anh em. Và lưới này thì bao cho anh em là không chạy mặt nhé. Đấy, không chạy mặt. Đấy, không chạy mặt. Chỉ có đứt lưới thôi, không là chạy mặt. Còn chim thì đây, đấy, thực tế đấy, đánh quay cho anh em xem đấy. Tối qua gỡ được mấy nhịp này, đấy có cả chim non đang thay lông bật lên này. Đấy, tiếng tăm thì anh em không phải nghĩ rồi. Đấy, con chim thay lông này nó còn bật được lên lưới thì anh em biết rồi. Âm ly sử dụng 263. Đấy, thời điểm này ngày hôm nay là ngày 22 rồi. Đấy, bắt đầu trong cái thời gian này là đánh chằng nghịch mắt đỏ là khá là hợp lý rồi. Thì bác nào mà có nhu cầu mua lưới hoặc là loa đài dùng để đánh chim mắt đỏ thì các bác liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.